nó cô giáo không phải cô giáo không cho ba học mà tại ba hết tiền các ba không được đi học nữa à. Bạn là thấy vùng trời bình yên đằng trước mình không kìa? Đó là vùng trời bình yên. Vùng trời bình yên tức là vùng trời mà mình có thể hạnh phúc bình yên, sống mãi, tồn tại mãi trên đời. Những người học sinh quen chàng ở trong trường nghe hát lắm gì vậy? Vậy cho nên học sinh phải có khán giả bộ thành ngoan. Nhà bộ thành ngoan hả? Học ở trường đó là trường dạy cho không công lên nữa á. Trường đó là trường gì ta? Thì là trường Magudo, chứ có gì nữa. Trường Magudo hả? Trường Magudo luôn luôn nói giỏi. Thì trường đó nó sẽ làm cho những người học ở trong đó nghe là những người thích nói dối không à? Toàn là người thích nói dối không? Tệ quá vậy. Những người muốn nói dối thật nhiều. Thật nhiều hả? Thì sẽ được học trường đó. Nghe là mấy con xấu xa không à? Thì ra là vậy đó. Nói với cha mẹ không vui còn cơm. Đó là trường Magugo. Magugo hả? Trường này là một loại trường rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm luôn hả? Trường này chỉ dành cho kẻ xấu thôi. Hay vậy không? Trường này chỉ cho kẻ xấu thôi. Chỉ có con ăn trộm á. Còn ăn trộm hả? Mà cho ăn trộm. Nếu có ai đó dạ thì chắc chắn là nó sẽ là ăn trộm. Thì ra là vậy đó hả? Úi giời. Không biết chữ đúng không? Ấy là không biết chữ thì sẽ vào trường mai của cô. Người ta sẽ dạy gì chữ. Người ta dạy cho mình hay không đó? Không gì dạy gì hết. Chơi thôi à. Chơi thôi hả? Chơi không cũng vui rồi. Vậy thì mình học dốt. Học dốt. Học dốt không bạn không có đi học phải làm biết không? Biết sao mình đi học là mình cũng là tốt rồi, còn học dốt hay không, cái chuyện đó không cần không. Từ đó là vậy cho trẻ em trở nên ra bán bà mẹ. Đường này chỉ dành cho chợ thôi, không cho phép dành cho con người. Thì đang là vậy. Người ác chứ không phải. Đây, là thành phố St. Paul này Bella, mình đang go downtown là không? Thấy thành phố đằng trước mình là thành phố St. Paul, Minnesota đó. Đây là capital, tức là đây là thủ đô của tiểu bang Minnesota của mình đó. Không biết gì hết. Các bạn biết thủ đô ở Việt Nam là gì không? Là thành phố Hồ Chí Minh. Úp, không phải, là Hà Nội chứ quên. Thành phố Hồ Chí Minh muôn năm. Không, đó mình đang vô thành phố của St. Paul nè. Nó nói State Capital, tức là thủ đô của tiểu bang mình đó. Vậy là có hãnh diện làm người của tiểu bang Minnesota không? Con sinh ra ở đây con có hãnh diện như vậy không? Đây là nhà thương nhi đồng mà con. Nhà thương nhi đồng tức là những đứa con nít như con nó được sanh ra trong đó đó. Em lại cho con ngủ cái coi. Ủa, con ngủ rồi hả? Ok, ngủ thì ngủ. Ủa như vậy thì con đá ba kia khỏi đường bây giờ. Ok, ngủ thì ngủ đi. Mà ba nói trước nghe, ngủ đến đó là ba không không có đánh thức con dậy để ba cho con. Chết hả? Chứ sao? Chết hả? Em làm cái coi. Ok, im lặng. Cho ba đi chào chiên dư luôn bây giờ. Ba không biết ông Diêm Dương là ai, làm sao mà đi chầu ông được. Diêm Dương là đi lên trời á, chết luôn. Không còn tròn chạy tới nơi này nữa. Tức là Diêm Dương là cái ông thành chết đó phải không? À, không quỷ á. Nó sẽ lớn dọn tất cả con người và giết chết đó. Diêm Dương là người đó hả? Cho đi chầu Diêm Dương bây giờ, em làm cái thôi.